Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình ra vườn kiếm cây é tía, còn có gọi tên khác là tên cây hương nhu. Cái thân cây lá có hai mặt màu tím, bông tím. Nó trị ngừa lao phổi, ngừa rụng tóc, trị hôi miệng, vô tùm lum hết. Nó nhiều bệnh lắm. Hôm nay mình ở đây mình kiếm nên mình trước là mình chỉ cho các bạn biết sao mình hái thì mình ngậm chị ho nè. Mình đang ho. Lúc trước ở đây nhiều lắm mà bây giờ đây có nè. Thân cây màu tím nè các bạn. Này. Cây này chưa có bông nè. Mưa mấy cái gậy nó lên lại ra nó chưa có bông. Mọc nhiều quá nhiều luôn nè. Đây nó nè. Có mũi. Nó đây nữa nè. Cái này cất về trồng nha các bạn. Bạn nào biết cây này đem về trồng rất dễ, làm thuốc hay lắm. Nó gọi là cây é tía đó, cái dân miền Tây nó gọi là cây é tía đó. Còn có tên gọi khác nữa là cây hương nhu. Cây hương nhu. Mình chỉ ho. Nếu mà chỉ ho mình hái cái lá nè. Mình nhai với hạt hay hạt muối cục. Nhai ngậm nuốt nước là thể giảm ho. Ví dụ như ho nhiều quá mình nhai nhiều lần, ngậm nhiều lần. Cây é tía trời lúc tháng mưa này tốt quá tốt luôn. Chị trứng hôi miệng nữa. Như mà bạn nào mà miệng bị hôi kiếm một nắm cây này. Một nắm lá này nè. Thân cây luôn cũng được. Để vô 200ml nước, sắc lại còn 100ml. Súc miệng và ngậm hàng ngày á. Từ từ sẽ hết hôi. Hết hôi miệng. Rồi chị rụng tóc nữa. Chị ngừa lao phổi nữa. Cây này chữa trị nhiều chứng bệnh. Nhưng nó cũng hiếm lắm. Bị ít có. Đây. Quay cận cảnh luôn cho các bạn biết. Cái lá cây nè. Đây không có bông, hơi có bông cho các bạn dễ biết hơn, dễ nhìn, dễ nhận dạng hơn. Để mình kiếm cây có bông cho các bạn xem. Này cây này nó lên quá tốt, nó chưa có bông. Ở đây có mấy cây nè mà chưa có bông nè. Cái gân lá ở trong nó cũng màu tím luôn. Cái cây màu tím luôn. Cái bông nó màu tím. Đẹp lắm. Bông nó dài dài. Ở này nó chưa có bông. Đây mình thấy một cái cây có bông này các bạn. Cây này chưa có bông này. Nó nữa nè. Đây cái bông của nó nè các bạn. Đây. Đây, bông cây é tía. Nha. Đây là bông cây é tía nè. Mình gọi là cây hương nhu. Các bạn mà nhìn nếu mà cái cây nào mà có cái bông giống vậy là nó. Dưới cái lá cái gân nó màu tím nè. Cái thân cây màu tím luôn. Ở đây có một cây thù lù nè. Thù lù giờ thuốc này quý lắm. Một loại thuốc quý lắm. Đây cũng có một cây. Cây có bông luôn. Cây này cũng có bông nè các bạn.
cây này có bông. Này cây tốt ghê luôn. Cây này quá tốt. Ví dụ như bạn nào mà có bị ho ngứa cổ rồi kia đó, ngắt lá hoặc ngắt ngang đọt cũng được, ngắt dài đọt vậy đó, cái mình rửa cho sạch, để vô hột hai hột muối vậy đó, nhai chung rồi nuốt nước lần vậy đó, nhả bỏ xác rồi nuốt xác luôn cũng được, không sao, vài lần là hết ho. Có khi một lần mổ hết hó không chừng. Đây cái thế là cái mông đó. Cây thù lù. Ở đây có một cây cách mới mọc nè. Cây cách để xào rắn, xào chuột đây. Ở đây có nhiều loại cây. Ở đây bùn ngót quá luôn rồi, bữa nay mưa nó lên quá nhiều luôn. Cây bùn ngót. Đây. Mấy cái lá bùn ngót này nấu canh. Nấu canh ăn mát dữ dằn luôn. Nó bị nhiều luôn rồi. Bữa nay quá nhiều luôn rồi bùn ngót. Nguyên một đám bùn ngót luôn. Nguyên đám bùn ngót luôn các bạn ơi. À, bùn ngót này mà nấu canh cua đậm á, ăn mát, mát ngủ khỏi tối ngủ khỏi đỡ nón. Trái đây, trái bùn ngót đây. Này, đây các bạn. Đây là trái bùn ngót này. Đẹp không? Đây có một cây ớt. Trái ớt ớt hiểm mặn nó kêu ớt chìm ỉa. Hết biết trái luôn các bạn. Đây. Trái này. Trái đây. Quá trái luôn. Cây ớt này nó có một cái trái nó chỉ một cái loại mục nha các bạn. Bạn nào mà cái bị nổi cái mục bạc đầu mà trắng trắng trên cái đầu á, mà nó chưa bể nha, đừng làm cho bể nha, mới nổi trắng trắng á, mình bẻ vớt ra làm hai vậy nè, gỡ đầu tha vô cái chỗ đó, bữa với hai lặn liền, đừng cho bể nha, bể nó nóng gác dữ lắm. Còn nếu mà chưa bể á, mình bẻ vớt mình tha vô là nó mát dữ lắm, nó không có nóng mà nó về bữa là lặn nó tiêu liền, là kiểu một bạc đầu á, một bạc đầu mới vừa nổi lên á, các bạn bẻ làm hai mới tha lên đi hết rồi. Thì mình có làm rồi nhưng mà chỉ có ớt hiểm mặn này thôi nha, còn ớt hiểm lớn không có hết á. Ớt hiểm trái nhỏ này chị mới hết. Ở đây có một cây ớt hiểm mặn nữa nè. Mình sẽ hái vài đọt đặng vô mình uống.
vô mình ngậm á, mình đang ho nè, như nói chuyện cái tiếng hơi khàn khàn, các bạn thông cảm nha, bị mấy bữa gài mình bị ho. Đây, rồi hái nhiều nè, hái nhiều cái mình về mình rửa, mình để vô ra cục, hai cục muối, muối cục á, rồi nhai ngậm nuốt nước, nhai nuốt nước vậy, hết ho. Có nguyên chùm cốc luôn, còn non, cây cốc có chút xíu mà trái dữ rồi. Đây là chùm, cây cốc mới còn chút xíu. Mình đá một ngón ớt ở trong này chín, không ai ăn rụng hết, chín đỏ hết trơn. Rồi, đến đây video mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, cảm ơn các bạn đã xem.